bà nào? Nhỏ này là nhỏ nào? Anh đi đâu nào? Anh chờ bà nào? Nhỏ này nhỏ nào ở đâu? Nó ở đâu sao biết? Không biết đâu, anh chờ bà trông. Anh chờ gì mà thân mặt quá vậy? Nhỏ này nhỏ nào? Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có một miền cho nhìn trộm nè mọi người ơi. Thì lâu quá rồi không có, vợ chồng cũng không có cự cãi xích mích gì hết trơn, nên mình cảm thấy cũng hơi buồn. Cho nên hôm nay thì mình sẽ sẽ kiếm chuyện để cãi lộn giống như mọi người. Thì ông đi lên vuông kéo con díu, không biết đọc tên chính xác, díu gì á, chưa về mọi người. Con kiểu nó giống như con tép đó, không biết mọi người biết không. Thì hồi nãy mình ở nhà, trong cái lúc mà chờ đợi anh gỗ, mình có ghép một tấm hình này. Mình ghép cái mặt ổng vô cái hình với cái anh chị nào mình không biết nữa này, cái hình chết mẹ này nè, cái hình gốc của người ta nè. Mình lấy cái tấm hình cái mặt này của ổng mình ghép vô nè mọi người, xong rồi kiểu như mình lấy cái mình tạo cái nick lạ á, vậy mình nhắn qua kiểu như bộ nhí gì của ổng gửi qua cho mình rồi xem phản ứng ông như thế nào nha mọi người. Bây giờ thì chờ ổng về thôi, không biết là chừng nào ổng mới về nữa, chắc là cũng gần về á, tại vì cũng gần tối rồi. Ok thì mọi người chờ đợi màn tranh từ mình nha. A few moments later. Nhớ anh hả? Cái gì vậy bà nọ? Lấy cái lông cái đầu. Ngày xưa em chảy 5 năm đẹp lắm em. Bà nội vô nhập đó bà nội. Vô nhập hả? Cái gì? Đạp cho con cái thấy ngựa vậy? Đó nha, đạp cho tôi đạp luôn. Cái gì vậy? Xuống này, xuống này. Muốn xử lý quá không? Muốn xử lý quá không? Nam sĩ. Đứa nam sĩ đây là... tên muốn là có nhỏ khác đâu rồi nè, đâu không, nhỏ khác là có bốn sĩ hả? Là cái gì tự nhiên hả? Không biết nữa, ai làm gì em, ai làm gì? Cái gì mệt quá. Anh chào bà nào? Nhỏ này là nhỏ nào? Anh đi đâu nào? Anh chào bà nào? Nào? Sao có mặt anh trống hả? Cái gì trời? Anh chờ bà nào? Nhỏ này nhỏ nào ở đâu? Nó ở đâu sao biết? Không biết đâu, anh chờ bà trông. Anh chờ gì mà thân mặt quá vậy? Nhỏ này nhỏ nào? Biết đâu? Không biết à? Không biết mà chụp hình chung hả? Em khi anh đi ngoài đường người ta là thêm nó làm gì sao? Ủa? Nếu mà chụp hình chung thì đứng gì chụp? Đứng gì chụp thôi chứ mắc gì mà nó đưa cho anh chụp. Rồi nó làm gì nè? Thì kiểu như nó tay cục. Nó tay cục quá. Ủa thì đứng gì chụp không được gì fan, mắc gì mà câu cổ gì 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 kia vậy? Thì ta gặp fan đâu không phải thằng thiếu xíu. Không biết hả? Cái thằng đứa nào nói nè. Để lên. Nhưng mà anh có chụp với ai đâu. Chị điên hả? Anh có chụp với ai đâu trời. Nhỏ nào anh đi đâu em cũng giúp đích anh chứ mà chụp được. Có mấy lúc anh đi nhậu anh có đi theo đâu. Cũng có lúc anh có mấy lúc mà anh dặn anh cũng đi mình đó, anh có đi theo đâu. Anh dặn em là anh đi ô bỏ anh đi anh đi cao kê họ đi đi lộn lẻo lộn lẻo mà anh không có lộn gì hết trơn. Mới biết luôn. Ôi là có sợ luôn. Thì em mới đưa anh mới biết luôn chứ anh đó giờ có biết nó đâu, có gặp mặt. Cái này anh cầm điện thoại anh chụp rõ ràng luôn mà nó không biết. Mà anh có gặp bao giờ?
mới gặp đâu mà chụp. Chụp rõ ràng, anh chụp bằng chứng rõ ràng nên mình nói không chụp. Mà sao cái mặt anh chụp nhăn quá vậy? Thì anh chụp đâu từ lên đây. Lại kiếm coi anh nhăn không? Từ lên, nhăn không? Xấu thì sao? Nhìn trong kiếm nè, đi lại trong kiếm này, em nhìn cái kiếm với nhìn này giống khai khác nhau không? Khác không? Mà giống thiệt. Nhưng mà anh có làm cái gì đâu, khủng quá hả? Dám chụp hình, dám công khai tới cỡ này rồi còn chuyện gì sao lưng nữa. Mà sao anh có? Có cái nick Facebook đạo quả hoa đêm á. Cái nick đó không có tên, không có gì đâu. Chắc nó cắt ghép đó, buổi giờ mà. Anh gửi anh cắt ghép, ủa anh cũng edit chỉnh sửa video nữa. Anh gửi anh ghép gì cho em ơi? Anh gửi anh ghép vô cho em, anh ghép cái mặt em vô mặt nhỏ này cho em coi ơi. Ôi anh đâu rảnh, tự nhiên ghép vô gì? Thôi thì em nói chỉnh sửa ghép đồ thì anh làm cho em coi coi. Nhưng mà anh có đi đâu đâu mà chọc trời. Bằng chứng gì mà còn chối lần nữa. Anh có chối đâu, tại vì anh không có nên anh không nhận thôi. Thôi đi. Nếu mà anh có anh thừa nhận. Đó, ví dụ như anh từng đi bê-ôm rồi. Thà anh từng đi bê-ôm hả? Không, con trẻ. Ủa, bê-ôm già hả? Con trẻ là lúc chưa có vợ. Chưa có vợ, em mới có 17, 18 nữa đã đi bê-ôm. Sao mà không nhận, đi lòng chậm luôn. Trời ơi, đâu vô duyên à. Hồi xưa thì tao cũng đi bê-ôm bình thường thôi, còn có vợ không đi thôi chứ. Đó, anh có là anh thừa nhận. Còn anh không có sao tự nhiên bắt thừa nhận nhỏ đó là nhỏ nào anh mới biết à. Mới biết rồi chứ còn không biết đâu. Vậy đó anh có dặn gái em chi không? Thì ông dễ giờ đi vô quán cà phê đi ôm nhỏ xấu. Không lý gì không. Nó nếu mà vô phải ôm đẹp mới ôm được chứ ôm xấu bắt sao ôm. Nhỏ nào nói đây lúc đó em bé mẹ đi về đẳng rồi. Đi cho anh biết đâu. Không biết anh nói là anh không có biết rồi mà tự nhiên em hỏi anh mà em nói em muốn thì giờ anh nói anh không có mẹ không tin thì em muốn đi thì em đi chứ anh có biết đâu. Ta dập bằng chứng rõ rõ ràng mà nói không biết. Nhưng mà anh có biết con nhỏ nào đâu. Anh có biết nhỏ nào mà anh nhóm đẹp hơn em nữa hả? Không biết ý hình á, cái hình á chứ ngoài đời nó đẹp hơn xiềng. Nói lỡ em vậy. Trời đá gì nữa. Không xài gì để nhỏ mình xài nha. Nói hả cho. Bây giờ không ý đó, không có biết. Không xài thì để nhỏ khác xài. Ví dụ như nhỏ trong mình, hiểu không? Ví dụ như nói mà lỡ nhỏ nào nó đâu. Nó đâu mà nó xài. Anh có biết đâu. Thì anh nói anh mới biết mà. Anh mới đưa anh mới biết chân biết đâu. Nhưng mà sao mặc áo vest đồ nữa nè. Thì bởi vậy. Nhỏ này nhà giàu cái anh đi đeo đó được không? Nó bao chăm hết rồi. Mình về hay là bánh máy bay được không? Mà không có. Không có, không có thiệt. Bằng chứng rõ ràng vậy mà anh chối. Khủng quá sao, không có mà. Nếu mà anh được con nhỏ giàu như này nó dẫn đi thì anh phải đem tiền về cho em là cả sắp sắp chứ đâu có kiểu mà cứ nhém nhém vài triệu. Đúng không? Nếu mà anh đã được con nhỏ giàu như này thì biết đâu chưa vậy hết trơn. Biết đâu chưa được làm gì nữa. Nó chưa đưa tiền bị sao. Trời ơi, nếu mà muốn nó muốn làm gì thì nó phải đưa tiền cho anh chứ. Không. Nếu mà nó giàu như vậy thì anh đi theo nó luôn rồi. Anh đâu về bên em rồi. Biết đâu anh thuê đồ đi chơi nó thôi thì sao. Cũng có khi anh lấy lê nói anh là cái giám đốc vậy đâu. Nhưng mà có tiền đâu mà thế. Xe rồi trong túi anh có một cái iPhone rồi có tiền đi không lẽ mặc áo vest đi chạy xì bo thì ủa thì
bị ăn thao lắm nên nó gửi rồi đó. Chứ làm sao, chứ ăn sao đó là gì ghét đâu mà ghét cái mặt bành đi ra mặt anh luôn. Có hốn thương nó thương phân nào mà có mặt thương phân nào đâu. Tìm ghét cho mà tìm màu da mà cái mặt bành đi nha mà nhăn đi cho luôn vậy. Ngõ này có đồng tiền vậy. Mẹ đâu mà có núi bọn như này giống bên Hồng Sơn vậy. Anh ngủ chưa anh chưa trên chốt đi đó, mới đó mà làm như anh là thiên tài mới đó ngủ chưa có dắt cái đi cua được đứa cái dẫn đi chụp hình mà đâu bữa anh sẽ sống anh ngủ tối ngày chứ bộ. Trời mặt mới like rồi nhìn nó mới cao ghê ai nhưng tụi em nó mới xẹp. Nhưng mà không phải anh thế. Ủa chị có thằng nào mà dám anh đi cho em chị ghét anh nói là cái này nó cắt ghép nó gửi cho em thôi. Anh ghét cái mặt em vô nữa này đi. Hả? Ghét mặt em vô anh không có biết ghét anh đâu có tài năng mà ghép đỉnh như này. Anh không có mà có đâu anh ngủ lại đó nè. Ủa chú gì? Ai làm gì đâu? Tự nhiên anh không làm bắt anh nhận rồi đuổi ra ngoài. Ồ em hết em ra ngoài đi. Lê à, đi ngoài đám ngủ đi. Mà nó mới có mặt trứng rõ ràng, không có, không có bằng chứng nhưng mà không có giặt chứng. Em kiếm được áo vest tạm thời đi rồi anh chịu. Ủa thôi thì trả anh tao rồi mắc gì đây mà kiếm. Thì đi kiếm chỗ anh ta. Ừ thì bởi vì biết em kiếm không được em mới thắt đó. Nhưng mà chừng nào em bắt được tặng tay đi rồi anh chịu. Nhưng ví dụ mà anh không có là mà bắt anh chịu sao anh chịu. Cái gì cũng có phải bằng chứng giặt chứng tan chứng là bằng chứng. Ê đồng này ngủ đây. Du Duyên à học. Đây Du Duyên. Ê ơi ôi cái nào học. Ôi cái nào học. Nó đi anh không có mà thế anh không có đi ngoài ngủ này có anh đi ngoài ngủ là anh có à, không có tự nhiên nổi cho mày đã rồi không có thừa không có không có không có anh thương em anh thương em. Không có đâu, mấy đứa đó nó giỡn nó ghét vô đó. Nó làm gì mà có, không có coi như vậy đâu. Tiền đâu mà đi xa như vậy. Có mà, nó ra uống cao bỗng gì bị sọt mà. Mọi người thì mình đã cho thành công mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình nha. Mấy anh mọi người.